Công ty nhà đất Huyền Trang Thái xin chào cô chú và anh chị, em là Yến Khương. Thì hôm nay em về xã Long Hưng thuộc huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang. Thì chủ có gửi bán bên em một miếng đất vườn ha. Thì cái miếng đất này nè cô chú anh chị, với tổng diện tích là 3.000m2 thì chủ sẽ cắt ra bán cho mình là 1.000m2 ha. 1.000m2 có bề ngang là khoảng 18m. 18m là cô chú anh chị mình đo từ cây dừa bên này nè, mình đo sang bên đây là khoảng 18m. Và chiều sâu đi xuống hết đất của mình ở cuối hàng dừa phía dưới đó là 53m ha. Thì chủ sẽ cắt ra bán cho mình một công là với giá là 600 triệu còn thương lượng nha cô chú anh chị. Thì trên đất của mình đang trồng rau ha, có đầy đủ các hệ thống tưới tiêu luôn. Ở phía đằng xa đó là cô hàng xóm mình đang làm rẫy ha cô chú anh chị. Ở đây thì khu vực dân cư cũng hiện hữu nè, xung quanh cũng có nhà hàng xóm ha. Thì khu vực này là đất nước ngọt quanh năm nên trồng cây khá là tươi tốt luôn. Đối diện đất của mình á, là vườn trái cây của nhà hàng xóm ha. Em thấy ở đây hàng xóm mình có trồng vú sữa nè, trồng bưởi nè. Phía bên này là nhà hàng xóm của mình ha cô chú anh chị. Đó, xung quanh thì cũng khá là đông đúc ha. Ở đây thì điện nước wifi có đầy đủ hết. Miếng đất của mình là chưa có qua nhà đầu tư gì hết nha. Chủ đang cần bán gấp để xoay sở vốn thôi nha cô chú anh chị. Thì thích hợp cho cô chú anh chị mình mua về để mình xây nhà vườn nghỉ dưỡng nè. Ở đây rất là yên tĩnh, bình yên ha. Hoặc là cô chú anh chị mình chưa ở, mình có thể mua về làm của. Mình trồng nhiều loại cây ăn trái ở đây cũng được luôn. Thì từ cái vị trí em đang đứng đây nè, cô chú anh chị mình di chuyển theo cái hướng này là sẽ ra đường huyện lộ 35 ha. Hướng rẽ trái là cô chú anh chị mình ra chợ Vĩnh Kim nè. Hướng rẽ phải là cô chú anh chị mình có ủy ban của xã Long Hưng nè, chợ búa, trường học, đầy đủ các tiện ích như bách hóa xanh, điện máy xanh vân vân ha. Và tiếp tục cô chú anh chị mình di chuyển tầm khoảng 2 km nữa là sẽ ra đến ngã ba của chợ Sò Hộp, hướng về đường dẫn cầu Rạch Miễu 2 ha. Thì miếng đất của mình cao ráo vuông vức nè cô chú anh chị, rất là đẹp ha, một vị trí khá là mát mẻ, khá là bình yên ha. Thích hợp cho cô chú anh chị mình ở Sài Gòn về á, mình muốn tìm một nơi bình yên lý tưởng thì ở đây là vị trí rất là thích hợp ha cô chú anh chị. Với tổng diện tích là 1.000m2, có bề ngang là khoảng 18m, dài là khoảng 53 ha. Đất của mình là vuông vức cao ráo nè, chủ bán với giá là 600 triệu là còn thương lượng nha. Vị trí đất của mình nằm tại xã Long Hưng thuộc huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang. Cách trung tâm thành phố Mỹ Tho là khoảng 6km và cách bến xe miền Tây là khoảng 60km ha. Dạ, cô chú anh chị mình quan tâm miếng đất vườn này hãy alo ngay cho em. Em sẽ dẫn cô chú anh chị mình đi xem và sau đó trực tiếp thương lượng với chủ nha. Dạ rồi, em xin cảm ơn quý cô chú anh chị đã xem hết video này của em nha.